của đối phương cũng sẽ xuất hiện rất nhanh để áp sát. Tài lây đeo băng đội trưởng. Ngày hôm nay thì HOC cũng trình diện một bộ mặt với nhiều sự kết hợp của những cầu thủ có tên tuổi, có kinh nghiệm và những cầu thủ đang cực kỳ khát khao muốn chứng tỏ mình ở sân chơi trong giải đấu đầu tiên ở năm dương lịch 2021. Vẫn là Quang Minh. Chuyền bóng đã đi hết đường biên ngang. Rất hay, không được. Và xoay sở rất nhanh của Tuấn Bộ. Nhưng vừa rồi thì đội trưởng của Phoenix cũng đã thi đấu rất tập trung. Bán duyệt. Đó là những tình huống phối hợp. Thường là thời điểm anh sẽ uống rau má và ngồi vá chân ở cái quán của mình. Đây là Tuấn Bẹo. Không được. Bèo Xanh họ đã bắt bài đánh cổng. Chờ anh cảm giác như Tottenham Hotspur đang đối đầu với Chelsea. Rất hấp dẫn và Tuấn Bẹo cười. Đã cười đáng dành cho thủ HLC và chúng tôi. Xuống nèm. Vâng. Rất đơn giản và một nhịp đỡ bóng và sau đó dứt điểm ngay. Đúng hai chạm, đây là kiểu dứt điểm của Son Heung-min. Kiểu dứt điểm của một sát thủ thứ thiệt, thưa quý vị và các bạn, ở trên sân bóng. Chạm thứ hai là dứt điểm rồi. Người luồn bóng xuống là Dũng Lam. Nhưng Tuấn Bẹo vẫn cho thấy rằng cái khả năng ghi bàn nó gần như là một thói quen của anh. Và pha lấy bóng rất hay tiếp tục của số 8 Dũng Lam. Người không phổi và Văn Duyệt. Tuấn Bẹo vẫn ở trong cơ hội. Lần này thì cầu thủ LC chưa muốn bảng tỷ số nhảy lên trong thời điểm quá nhanh. Chúng tôi cũng không muốn trong vòng 1 phút mà chúng tôi đọc tỷ số 2 lần thay đổi. Vâng. Những bóng hồng chúng tôi vừa xuất hiện trên khán đài bây giờ lại một lần nữa để tiếp thêm những cái sự nóng bỏng. Đấy, chúng tôi muốn là bóng đá là phải như vậy anh em ạ. Cảm ơn các cầu thủ, họ đã dành thời gian cũng như là cống hiến một trận đấu quá tuyệt vời. Và có lẽ chúng ta sẽ thay cho lời cảm ơn bằng những lượt chia sẻ và thả tim. Tuấn Bẹo vẫn còn. Bây giờ sẽ là phạt góc. Quý vị và các bạn hãy chú ý khi mà Tuấn Bẹo nó phạt góc. Các cầu thủ bên phía LC họ có rất nhiều bài vở hay. Đôi khi đó là tình huống rất đơn giản thôi. Tùng Mỹ Lan. Không được. Tuyến giữa của các thủ LC đang thi đấu quá tốt. Họ thu hồi bóng rất nhanh. Lý của họ chưa được sự vững vàng. Những tiếng trống dồn dập ở trên các khán đài có lẽ như quen hơn đối với các thủ LC. Cú sút quá căng. Dương Út là người đã thực hiện cú dứt điểm vừa rồi. Dũng Nèm một đường chuyền rất hay. Dương Út thì là một người mà tương đối là quen mặt đối với những người nghiên chúng tôi. Nhưng trận đấu này ngày hôm nay thì anh Tuấn Ốc đang thi đấu đúng như một lối ốc luộc, đó là tương đối là điểm. Và cú sút tiếp. LC có rất nhiều những cú dứt điểm từ xa. Nói nữa. Ở hiệp thi đấu thứ hai rất hay. Hiệp thi đấu thứ hai thì bên phía cao thủ LC họ vẫn rất chủ động. Ngay cả những thời điểm mà họ dàn đội hình xuống thấp. Là nhiều cánh của Văn Duyệt ở hiệp thi đấu đầu tiên và Văn Duyệt vẫn chiếm spotlight với một pha solo rất hay. Rất bình tĩnh, Dũng Nèm xin bóng. Đây rồi. Xuống biên hay sút điểm luôn. Rất nguy hiểm, bóng ra hơn vào cột dọc cho thiếu rồi. Vâng, như vậy số 8 ngày hôm nay của các thủ LC xứng đáng có bàn thắng. Thêm một cơ hội nữa. Vâng. Tình huống mà Dương Út hơi chơi với nhưng bóng vẫn còn. Vút tiếp luôn. Vâng. Tôi có thể thấy rằng bóng liên tục tìm về phía khung thành của cầu thủ Phoenix một cách rất vô tình. Sức sát thương ở những cú dứt điểm của Văn Duyệt hay Dũng Nèm đang là rất cao. Chúng ta xem lại tình huống này. Đây là cú dứt điểm của Dũng Nèm. Cơ hội không phải lúc nào cũng đến như vậy. Tiếng còi từ phía trọng tài đã dâng lên. Thêm một cú dứt điểm nữa. Vâng, cú dứt điểm từ xa thứ 3 bên phía biên đã giúp họ di chuyển liên tục ở mặt sân này. Và hóa giải tiếp tục đến từ vị trí của Dũng Nèm. Ngày hôm nay thì số 8 của LC cũng xứng đáng có một bàn thắng. Khi anh đã đóng góp rất nhiều vào những tình huống nguy hiểm của LC. Và anh chính là người đã châm ngòi cho bàn thắng mở tỷ số của Tuấn Bẹo. Và xử lý rất léo của Dương Út. Dương Út có thời gian thi đấu ở Sài Gòn. Đổi giày. Tuấn Ốc. Bóng đến vị trí của Tuấn Bẹo. Song Tuấn chuyển cho nhau. Hồi 10 chúng tôi vẫn phải nhắc lại đến là Lan Quế Phương tầm này quá tầm tường. Bởi vì sân bóng nó mới là thiên đường của các cầu thủ và các cổ động viên. Đấy rồi. Không được. Vâng, tình huống dứt điểm rất nhanh đến từ vị trí của Thế Tài. Dướn rồi. Vẫn còn. Ông em này đã có tình huống làm tường nhưng anh cũng đã bị cài rất chặt. Dũng Nèm. Vâng, một cầu thủ bên phía Phoenix đang bị đau và ngay lập tức cao thủ LC có tín hiệu để đưa bóng ra bên ngoài. Trước đó là một tình huống va chạm chúng tôi nghĩ rằng cũng rất mạnh. Cũng rất mạnh thưa quý vị. Không thành công. Tình huống truyền hơi ẩu đến từ vị trí cầu thủ Phoenix.
Thế Tài xin bóng nhưng cú sút ngay không vào. Lần này thì thủ môn Ngọc Toàn đã rất nhanh, rất nhanh, nhưng Dũng Nam một lần nữa cho thấy sự nguy hiểm của mình. Chỉ cần một đường bóng ở thọc từ giữa sân thôi, anh hoàn toàn có thể tạo ra sự khác biệt. Kinh nghiệm của Dũng Nam đang giúp ích rất nhiều cho tuyến giữa của LC. Đến thời điểm này chúng ta có thể thấy rằng Quốc Hiệp đang chỉ đạo các cầu thủ phía trên của Phú Đích áp sát rất nhanh và gắt từ phần sân nhà, và đó có thể mang đến nguy hiểm. Các cầu thủ Phú Đích họ buộc phải dâng lên thôi. Like và share nhịp đập Ai Phủi và Ai Phủi TV để theo dõi thêm những video hấp dẫn nhé anh em.